này khác nha. Cái này á là cái này là của chị Linh. Đó. Riêng của anh là được 2 hộp đó của chị Linh. Rồi cảm ơn chị Linh nha. Rồi còn cái phiếu này á là trên kia. Cái này à đúng rồi, cái phiếu là của anh Niu. Cô giữ giùm con nha cô. Rồi, cái này là của chị Thu. Còn cái kia là bà là của chị Thu nha. Còn cô gà của chị Linh ha. Đúng rồi. Hai chị. Rồi. Cái này là của chị Thu nè. Dạ. Chị Thu bên Mỹ. Rồi bây giờ mình làm bác sẽ lên trên ha, kiểm tra bao nhiêu phần anh chị? 2, 4, 6, 8, 17 phần nữa, 12 phần. 12 phần. Cái túi nón em ở trên đây còn không ta? Còn chứ. Đâu 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 đâu? Ờ, à, tại chưa phát phát đủ á. Bởi vậy còn mấy phiếu, còn mấy phần nữa. Mười ba phần. Bên đó là của mấy người kia. Chưa được phiếu đó. Còn bên đây là 12 phần à? 12 phần nữa. 12 phần nữa hả? Kêu lại kêu mới bả lại. Mới bả. Mới bả bà là được rồi. Có phiếu ai được rồi? Không phiếu. Mới bả chưa ai được phiếu. Ôi phải lấy phiếu cho lắc nó đường nữa rồi. Mới bả. Bả chưa được phiếu mà. Chị Đồng Nai. Hai chị Đồng Nai có phiếu không? Có. Đúng rồi chuyện qua đó. Nếu phiếu thì đưa phiếu đi xé luôn chứ để mà công đưa. Đúng rồi, đúng rồi. Trong nhà hơn ngoài gì đều phải xé phiếu. Phải kiểm phiếu giả hết mới được. Trong nhà hơn ngoài gì đều phải kiểm tra gay gắt. Nãy giờ em chừng à, thôi đang tiếp gói xui đi, đang gói xui. Đang xui đó. Đang xui. Tiếp đi cô chú, sáng giờ giờ này 4 giờ chiều rồi á. Giờ. Ăn xui á, 3 giờ bây giờ ăn xui á. Bắt giờ đang xui tiếp nè, đang ăn thầy cũng tới. Bớt quá trời bớt rồi. Bớt quá, bệnh đó mà. Này ở đây thì hồi nãy mà mình không có xử lý cái lúc mà ghi tên cô chú không gì luôn á. Đúng rồi. Ở đây tới nhiều luôn á. Cũng căng quá ha, sao mà bà con mình đã không báo là có phiếu mới nhận mình ra mình phát luôn á. Mà chắc là cái người có phiếu họ đồn cái người họ phiếu là đúng họ vô. Bởi vậy. Mình không báo nữa càng chết nữa. Đúng rồi đó, mình người không báo nó vô là mình xử lý không kịp luôn đó. Giờ ai nấy mệt le lử hết rồi. Mình le lử. Mình lê lử rồi. Giờ mình nghỉ ngơi tí xíu đi cái vào cái mình dọn dẹp ở trong kia. Cái trả bàn em đóng tiền nữa là xong. Chào chú Sáu nha. Dạ thì chú Sáu là phải nói là một cái fan rất là hay đến mọi cậu năm luôn. Thì con dành tặng cho chú một cái hộp khô. Đây là khô gà của chị Linh ở bên Úc ha. Giờ thì tôi cũng nhận cái hoàn quà này thì cũng cảm ơn cái chị bên Úc. Chị Linh. Cái tấm lòng của chị thì thực tế thì tôi cũng quý lắm thì cũng nhận thì cũng cảm ơn chị này, chị ở bên Úc. Dạ. Thì nó cũng gửi lời cảm ơn chị. Rồi cảm ơn chú Sáu ha. Dạ. Rồi em gửi anh chú Tiểu thêm 2 phần đó nha. Chị Linh nhắn gửi là gửi cho những người bạn của chú Tiểu. Cảm ơn chị Linh nha. Dạ. Đó, tổng cộng là chú Tiểu thêm với những người bạn là 4 phần. Rồi chúc chú Tiểu thêm với anh trai nhiều vui vẻ nha. Rồi bye bye anh. Mình đi trải ha chú. Đi bán số. À đi bán số, giờ mới tới ha chú. Dạ. Số 150 nè. À cô cũng mấy số rồi hả cô? Vô đây nè, cái cầu số nhiều quá. Rồi thôi mình lên mình nhận luôn nha. Ủa cô chú đi bằng xe gì? Nãy đặt xe đạp, giờ anh Giang lên xe máy đi. À rồi, dạ. Mấy anh nó nói thôi đi về, đi giải tán đi. Rồi thôi đi về, không có tiếng thôi đi về. Rồi cái chị kia, chị Cường mập mập đó, nó nói là vô ghi tên đi người ta cho. Dạ. Dạ. Thấy vậy thôi đi tại thử coi còn không còn gì thôi chứ sao vậy. Rồi. Rồi. Rồi cảm ơn cô chú ha. Dạ.
cô chú đi lạnh quà muộn vào lúc là 15:25 ha. Ở đây thì còn lại một số phần quà thôi, còn bao nhiêu ha chú Tiểu? Chín phần nữa em ơi. Còn 9 phần nữa ha. Cái này là mấy chị em ở trong đây mình lãnh chưa ta? À, ở đây là còn 9 phần là bên ngoài đúng không? Không, bên ngoài. À, vậy là chắc có lẽ là đến muộn ha. Ở đây còn bao nhiêu? Còn 3 phần. Vậy là còn 3 phần nữa. Sáu phần em chợ về nhà trọ, sáu phần chưa chừa lại cậu họ. Em mới cho hai chị đây hai phiếu rồi. Em còn ba phiếu đi, ba phần đi về nhà trọ. Vậy hả? Hai chị đó mới vừa đưa cho hai phiếu rồi ra đó. À. Hai chị đó. Còn em lấy ba phần về cho nhà trọ em. Vậy là chị để chung cho chị đi. Chị trọ em 5 phần, 6 phần rồi em cho chị Thanh Lo một phần để chị về chỉ cho nghèo dọc đường chị sinh. Với lại em cho hai chị vô năng nỉ quá cho hai phiếu đó ôm ra đó. À. Vậy là anh còn giữ là mấy phiếu hả? Ủa vậy là tổng cộng anh giữ là còn mấy phiếu không? Trời ơi. À giờ tới chiều, vô vô. Vậy là giờ còn tặng ai nữa không? Không, xé giùm anh, xé giùm cái luôn đi, còn đây của anh á. Phiếu. Xé cái đi. Phiếu giữ luôn. Phiếu bỏ ra xe luôn đi. Bỏ xe cậu ha. Bỏ xe cậu đi đúng rồi. Dạ, anh chào sách. Bỏ xe để rồi như vậy là xong rồi ha. Vậy là em không nấu ăn nha cô chú, em không nấu ăn ở nhà trọ, em về cho mấy chú làm thờ hồ với lại mấy ông nhang ở đứa gì nhà trọ em á. Vậy là giờ hết phát luôn phải không anh? Hết rồi đó. Xong rồi ha. Dứt điểm rồi đó. Rồi dứt điểm. Dứt điểm rồi đó. Dạ con chào chú Thành nha. Đây là cái món quà của chị Hồng Ngọc gửi cho chú. À, cũng như tất cả các anh em YouTuber ekip tại bộ của cầu Năm Vũ Linh đó, thì chị Hồng Ngọc có nhờ con là đặt 100 cái nón này gửi tặng cho mọi người 2 cái ha, trong đó có chú Thành nữa, thì chúc chú nhiều sức khỏe nha. Thì khi nào mà chú vào được trong đây các anh em á thì chú mặc cái áo tím, đội luôn cái nón tím đó nha cho nó đẹp đó. Rồi cảm ơn chú. À ngoài đây thì gửi tặng hồi nãy là cái món quà của chị Hồng Ngọc, còn đây là món quà của chị Linh. À, tặng chú một cái hộp khô gà lá chanh. Đó, này là của chị Linh ở bên Úc ha. Bên Úc không? Dạ. Dạ. Cảm ơn. Rồi, chúc chú có một ngày thứ ba tuyệt vời ha. Dạ. Rồi, bye bye chú. Rồi, giờ đổi luôn ha. Dạ, đổi đổi thử chú. Nè cái hộp nè. Đó. Rồi bây giờ mình bỏ vô bịch luôn đi chú. Rồi, lột lỡ. Thôi mình bỏ cái nón. Cái đường, không đường, có dạ. À, đường. Rồi. Rồi, rồi bye bye chú. Dạ. Rồi, đi không nước. Con chào cô Năm nha. Bây giờ trước khi về cho cô con hỏi tí xíu được không nha cô? Hỏi gì con? Bữa nay cô lên cô phụ mấy anh em vậy á thì cô có cái cảm nghĩ, cái cảm xúc gì cô có thể chia sẻ cho cộng đồng mạng biết được không cô? Vui lắm. Cái nhất là gì rất là vui đúng không? Vui cực kỳ luôn. Dạ. Rồi nay cúng mưa mà công nhận mưa mà vui cực kỳ luôn. Cái nhất vui là sao cô kể con nghe được. Gạo chạy á. À con là con thấy cô là cô lấy nguyên chiếc xe cô chở lần 2 3 4 bao luôn. Rinh gạo chạy với rinh nước mắm chạy. Đó. Không dám rinh sợ nó bể đền. Bữa nay lần đầu tiên con thấy nè, cô thì lấy xe máy chở gạo nè. Anh Hoàng Nam là lấy xe ô tô chở gạo nè, xe du lịch chở gạo nè. Có xe du lịch đó là ướt hết gạo đó. Và lần đầu tiên con thấy anh gì? Anh gì người Bắc? Hoàng Nam. Anh nè, đi đâu rồi? Anh Định. À, mới làm đó. Anh Trương Hữu Định. Anh Trần Hữu Định. Trời ơi, lần đầu tiên thấy anh Trần Hữu Định. Trần Hữu Định phụ mấy anh em kinh gạo luôn. Hôm nay vui lắm con. Này hôm nay rinh gạo trời, ông trời Định hả? Anh Định anh tặng rồi. Tặng rồi. Chắc là ông trời ổng khiến gì đó. Ổng khiến cho mình. Cũng có khán giả kêu mình là mai mốt có cho gạo thì coi dự báo thời tiết mà sao biết được. Mà nãy con nói nè cô. Lúc đầu á lúc mà vô tặng quà con nói á là khô á là con dành tặng cho các anh em YouTuber ekip. À, rồi mới tới nhân viên của Hoa Viên rồi dư lại mới cho khán giả. Nhưng mà lúc mà chạy gạo vậy nè cô. Chạy mà vác gạo rồi nè. Xong cái trời ơi. Con ưu tiên cho nhân viên luôn. Tôi biết sao không? Phụ quá nhiệt tình. Hôm nay ai cũng nhiệt tình. Trời ơi, rồi anh em YouTube quá nhiệt tình luôn. Con thấy ở một điều này không biết anh nghĩ là không biết có phải không. Theo những người mà anh em nào mà làm về ý kiến riêng mình á sẽ gặp trở ngại. Mà gặp trở ngại xong rồi ổng sẽ làm cái bất ngờ cho mình, cho anh em mình đoàn kết với nhau. Đúng rồi, trời ơi thấy.
đây là cái lúc mà biết được những ai mà yêu thương chú, mà có cái tấm lòng mà gọi là thiện á, là người ta sẽ hỗ trợ mình ngay cái lúc này. Trời ơi, 40-50 ngư mà gạo biết bao nhiêu phát. Chạy gạo. Thấy cái hoàn cảnh mua ập xuống cái là ướt hết trơn gạo luôn. Đúng mà thì ai cũng phải, cho dù ủa sao cô còn có cái nón gì cô? Bởi vậy cô kiếm cái mắt tiêu rồi. Vậy là con mắt cái hả? Thôi vậy con tặng gửi lại cô con cái nha. Trời, chắc là khán giả thích cái nón của cô á. Ủa mà chị Như nữa chứ. Anh gửi cho chị Như chưa? Chưa. Dạ em cầm. Cầm đi anh lấy. Anh để đâu vậy? Đằng xe. Nói chung hôm nay là tất cả những trước á kiếp gì là rất là vui luôn. Anh nói mưa thì mưa rồi. Bọn cái hả? Nè. Của ai? Của ông dắt trên ngọn cây không? Vậy là anh chị anh lấy hai cái cho chị Như luôn đi là sao đủ rồi. Rồi nói chung ra là hôm nay vui lắm. Sau lúc này người bên môi tự lên chờ xin một cái lắm. Con đố cô Loan biết cái quà này của ai? Của chị Hồng Ngọc. Trời chính xác. Nhưng mà sau lúc này người người ta rồi vậy. Thôi tôi cũng cảm ơn con Hồng Ngọc nha. Dạ bây giờ con gửi cho Như phải không? Cho chị Như. Rồi. Món quà của chị Hồng Ngọc rồi dành cho các anh em YouTuber ơi kiếp và những người phải nó thật sự yêu mến cậu. Lúc này là cậu hai cái cô kia xin 1-2 cải thống cả. Không, bây giờ anh cũng muốn bây giờ thì anh cho anh có dùng đâu? Anh dùng không? Không mà. Anh cũng dùng nhưng mà hiện nay còn lúc này có hai người về Tiền Giang nên lúc này anh bảo vệ em này. Người ta là người mới nhưng mà mấy anh cũng đã đưa có danh sách nha, cái này là danh sách, tại vì đã mấy anh danh sách rồi. Của người ta rất thật sự mến mộ. Có cái ảo, người ta bảo buồn có cái ảo. Cái đó là anh nên hiểu, ở đây là ưu tiên cho ưu tiên thật sự là phải là ưu tiên, nói cái câu ưu tiên là không đúng. Là những vị khán giả người ta thường xem kênh những ai người ta thấy những ai đến mộ và chăm sóc cho mộ cho chú, người ta thương người ta đặt. Đúng rồi, chứ không phải là ưu tiên nha. Ưu tiên là không ai không mà cứ cái này cậu hoài á, cao nhất á cái danh sách mà phát á, một là YouTuber, hai là ekip. Bây giờ anh nói đơn giản nè, là hôm trước là khán giả kêu anh là phát cho hai em luôn đó. Dạ. Mà anh có hỏi ý kiến nha, là em với vợ em là nói không, cái này cũng cũng nhường lại luôn, tại vì mình mà phát một phần một tại là, đâu có đủ đâu, có 20 phần đó. Mà là bây giờ là có 20 phần mà mình nghĩ đến tới 30 mấy. Cô không ngờ cái đúng nếu mà tính ra là 30 mấy luôn. Thành giờ nguyên đội mặc áo tím luôn mới vui á. Đúng không? Đội đồ tím cái gì cũng tím hết vui. Hôm nay con nói không phải con định cô. Không. Cái ý kiến với cô là không phải tại dù tím đâu. Gì vậy? Tại vì cô biết chú thích màu tím. Cô mới mua dù tím. Đúng vậy. Nhưng mà tụi con á là chị chưa có nhận khô hả? Chị chưa có ăn khô gà đúng không? Chị ăn khô gà hay khô heo? Khô gì cũng được hết. Khô heo là có tỏi đồ ngon lắm á. Chị ăn khô nào? Ở khô gà đi ngon. À, chị ăn khô gà. Cảm ơn. Đó, đây là phần quà của chị chị Linh Út. Trời ơi coi nè, mình mẩy xinh bắt không? À, đối với chị chị Loan, chị Nhung. Chị Nhung á thì là người rất là hay lau mộ của cô Hành Dung Huệ. Hồi trước cũng có lau mộ của cậu Năm nữa, giọng Bàn Thờ. À, thì nói chung là cũng hay đến mộ của cậu Năm. À, thì em gửi cho chị một món quà của chị Linh Út ha. Cảm ơn. Đây là một món quà trân trọng. Cảm ơn, cảm ơn. Chúc chị nhiều sức khỏe nha. Cô Út ở bên Mỹ nha. À, ở Út. Chị Linh ở bên Úc, chị Linh ở bên Úc kêu bà chị Úc của bên Mỹ. Rồi không có gì vậy, rồi không gì hết. Dạ. Ngon. Dạ. Quý lắm rồi đó. Dạ, rồi bye bye chị ha. Là làm dùng nó cái chuyện đấy. Không mà giờ mà phỏng vấn riết là cô Năm 8 giờ tối chưa về nữa đó. Có sao đâu. Thôi về để cho cô Năm đi về đi. Rồi đi về nha. Giờ mấy anh em mình vô dọn dẹp mộ luôn tới giờ rồi. Anh em dọn dẹp xong phải đi đặt gạo nữa. Đi đặt gạo nữa. Đi đặt gạo nữa. Dạ. Là phải chờ chuyển mưa tới nữa đó. Trời chuyển mưa nữa nè. Trời ơi. Mà như mấy chị em ekip là dọn dẹp sạch luôn rồi. Mình chắc mình vô mình đốt nhang luôn là xong luôn rồi đó.